Thưa quý vị, một người phụ nữ sống tại thổ Nhĩ Kỳ đã được tổ chức kỷ lục Guinness thế giới xác nhận là người phụ nữ cao nhất trên thế giới. Theo tổ chức này, chiều cao phi thường của cô là do một chứng bệnh có tên là hội chứng Weaver dẫn đến sự tăng trưởng chiều cao nhanh và một số bất thường khác về cơ thể. Rumaysha Genji, 24 tuổi sống ở tỉnh Karabuk, thổ Nhĩ Kỳ, đã được xác nhận là người phụ nữ cao nhất thế giới khi sở hữu chiều cao lên tới 2,15m. Năm 2014, Genji từng được vinh danh là thiếu nữ cao nhất thế giới ở tuổi 18. Do tình trạng bệnh của mình, Genji không thể tự đi lại mà phải sử dụng xe lăn. Tuy nhiên, cô vẫn có thể di chuyển bằng xe tập đi trong khoảng thời gian ngắn. Genji cho biết cô rất muốn truyền cảm hứng, năng lượng sống tích cực cho những người mắc các tình trạng y tế hiếm gặp như mình. Mọi bất lợi đều có thể biến thành lợi thế của bản thân. Vì vậy, hãy chấp nhận con người vốn có của mình, nhận thức được tiềm năng của bản thân và nỗ lực hết mình. Chiều cao của Genji luôn khiến mọi người tò mò khi nhìn cô ấy, nhưng hầu hết họ đều ủng hộ những nỗ lực của cô gái trẻ. Tinh thần kiên cường và tự hào về bản thân khi xuất hiện trước đám đông của cô chính là nguồn cảm hứng cho mọi người. Người đàn ông cao nhất thế giới là Sultan Kosen, cũng đến từ Thổ Nhĩ Kỳ với chiều cao 2m51. Tổ chức kỷ lục Guinness cho biết danh hiệu người phụ nữ và người đàn ông cao nhất thế giới đều thuộc về một quốc gia là một chuyện hiếm khi xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế Campuchia cho biết nước này đã có 13,57 triệu người được tiêm ít nhất một liều vaccine ngừa Covid-19, tức là chiếm 84,84% ,84 trong tổng số 16 triệu dân. Trong đó, 12,43 triệu người Campuchia đã được tiêm đầy đủ hai liều, chiếm 77,7% và 1,28 triệu người đã được tiêm liều tăng cường, chiếm 8%. Trong bối cảnh tỷ lệ tiêm chủng vaccine ngày càng được phủ rộng và tình hình dịch bệnh tại Campuchia diễn biến tích cực, Thủ tướng Campuchia Hun Sen thông báo nước này có khả năng mở cửa trở lại tất cả các lĩnh vực nếu tình hình lây nhiễm dịch COVID-19 tiếp tục ở mức ổn định trong vòng 10 đến 15 ngày liên tiếp. Thưa quý vị, trong một động thái nhằm khuyến khích khách du lịch tới Mỹ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho biết du khách quốc tế tiêm kết hợp các loại vaccine ngừa COVID-19 do các hãng khác nhau sản xuất vẫn được nhập cảnh Mỹ. Tuy nhiên, CDC Mỹ lưu ý rằng các loại vaccine này phải là các loại vaccine được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA và Tổ chức Y tế Thế giới WHO cấp phép sử dụng. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh chính phủ Mỹ thông báo sẽ dỡ bỏ các hạn chế đi lại với những người nước ngoài đã được tiêm ngừa COVID-19 đầy đủ. Theo đó, người đến từ hơn 30 quốc gia trong danh sách xanh của Mỹ sẽ được phép nhập cảnh nước này qua các cửa khẩu hàng không và đường bộ từ ngày 8 tháng 11. Thưa quý vị, các sản phẩm chạy bằng năng lượng điện như ô tô, xe bus có lẽ không còn xa lạ gì đối với chúng ta. Thế nhưng mới đây một loại ván lướt sóng chạy bằng điện cũng đã được đưa vào sử dụng tại Tây Ban Nha với mục đích thúc đẩy sự bền vững, tính thân thiện với môi trường của các hoạt động thể thao dưới nước. Ván lướt sóng này là sản phẩm của công ty Bilbao Onion, được thiết kế để tự lướt trên mặt nước bằng tua bin chạy bằng động cơ điện. Công ty chế tạo thiết bị thể thao này cho biết đây là giải pháp thay thế bền vững để mọi người có thể tham gia các môn thể thao dưới nước ở các hồ cấm động cơ chạy bằng khí đốt. Chúng tôi là công ty sản xuất dụng cụ thể thao chạy hoàn toàn bằng điện. Chúng tôi đang cố gắng tạo ra sự thay đổi trong các môn thể thao như là thể thao dưới nước. Rất nhiều hồ cấm động cơ xăng và đây là giải pháp thay thế để họ có thể tận hưởng các môn thể thao dưới nước một cách thân thiện với môi trường. Để sử dụng chiếc ván này bạn chỉ cần nhấn nút ở bảng điều khiển nhỏ được gắn sẵn trên cổ tay để điều chỉnh tốc độ và xoay ván theo ý muốn. Sản phẩm thông minh này không chỉ giúp những người đam mê thể thao được thỏa sức trải nghiệm mà còn là giải pháp thay thế an toàn đối với môi trường một người dân Syria đã dành gần một năm để dựng lại mô hình thành cổ Palmyra, một di tích nổi tiếng của Syria đã bị tàn phá nặng nề. Đây là một việc làm hết sức có ý nghĩa, không chỉ giúp tái hiện lại một phần di sản văn hóa thế giới nổi tiếng, mà còn là cơ hội để các thế hệ sau hình dung về thành phố cổ này. Đây là mô hình của thành phố lịch sử Palmyra do ông Ali Antaha, 58 tuổi, người Syria xây dựng. Ông cho biết thành phố này là quê nhà của ông, Ông tôi nói rằng ông thừa hưởng nghề này từ cụ tôi. Ông đã từng phục hồi nhiều công trình di tích tương tự. Ông tự học hỏi và trao dồi các kỹ năng, kinh nghiệm và bắt đầu công việc của riêng mình. Ông Taha đã ở trong xưởng suốt 10 tháng để làm nên mô hình này. Đây được coi như tài liệu chi tiết về thành phố cổ, không gian, hình dạng và mọi thứ. Công trình này giúp chúng ta và thế hệ tương lai hình dung một bức tranh thu nhỏ về thành cổ Palmyra. Thành cổ Palmyra là di sản thế giới đã được UNESCO công nhận nhưng đã bị tổ chức khủng bố Hồi giáo IS tàn phá nặng nề. Ước mơ của ông Antaha là một ngày nào đó được trở lại Palmyra để giúp khôi phục di sản thế giới này. Một người vợ ở Indonesia đã quyết định cạo vảy, tẩm gia vị chiên vàng con cá rồng quý hiếm vì nó bị bệnh do chồng không chịu dọn bể. Đây hẳn sẽ là một bài học đối với người chồng nếu vẫn muốn tiếp tục nuôi cá cảnh. Video Mia Wan ở Indonesia dán cá cảnh quý hiếm của chồng trên TikTok thu hút hơn 7 triệu lượt xem từ khi đăng lên một tuần trước cùng hơn 190.000 lượt thích và hàng nghìn bình luận. Tài khoản TikTok của cô đăng video kèm chú thích bằng tiếng Indonesia là cá rồng dán. Cô giải thích quyết định dán con cá để dạy chồng bài học vì anh không chịu dọn bể. Cô rửa cá, cạo vảy, tẩm ướp gia vị và thả nó vào chảo dầu sôi. Cuối cùng con cá chín vàng được bày ra đĩa. Cá rồng là loài cá cảnh đắt nhất thế giới bởi nó tượng trưng cho may mắn và thịnh vượng. Cá rồng đôi khi còn được nâng mắt hoặc làm cầm với chi phí là 60 đến 90 đô la Mỹ, còn bản thân con cá có thể có giá lên tới hàng chục nghìn đô la Mỹ. Làn sóng người trẻ di cư lên thành phố làm việc, bỏ lại bố mẹ già ở quê nhà đang diễn ra phổ biến tại nhiều vùng nông thôn Trung Quốc. Dù lo lắng cho bố mẹ, họ cũng không còn cách nào khác ngoài việc ra đi, bởi nếu ở quê thì khó phát triển sự nghiệp. Nhằm làm vơi bớt nỗi nhớ nhà, nhớ người thân, một người đàn ông đã quyết định lắp 3 camera giám sát quanh nhà của bố mẹ ở tỉnh Liêu Ninh để có thể nhìn thấy họ mỗi ngày. Sống xa quê hơn 1.000 km, Jilly lắp 3 camera giám sát quanh nhà của bố mẹ để xem bố mẹ ra sao hay đang làm gì. Anh nói chuyện qua camera mỗi khi bố mẹ rảnh rỗi hoặc lúc họ ăn cơm. Điều này khiến anh cảm thấy vẫn sống cùng bố mẹ. Những chiếc camera trở thành cách giao tiếp đặc biệt của gia đình. Bố mẹ Ly kể với con trai về công việc làm nông hàng ngày qua camera. Họ cũng ăn cơm và nghỉ ngơi trước camera để có thể trò chuyện cùng với con. Một lần anh nói với mẹ có một con ruồi trên camera nên không thấy rõ bố mẹ. Kể từ đó bố mẹ anh thường xuyên lao lên thang để lau sạch các camera. Anh Ly cho biết bố mẹ anh không muốn rời quê lên thành phố và Ly có kế hoạch sau khi về hưu sẽ về quê sống cùng cha mẹ. Câu chuyện của Ly đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc và trở thành gợi ý cho hàng triệu người đang ôm nỗi nhớ khi phải xa quê mưu sinh. Người dân ở bất cứ đâu thì cũng có nhu cầu tâm linh, cầu xin sự che chở may mắn từ các đấng siêu nhiên. Thế nên mới có chuyện một thành phố tại New Zealand đã trả lương 11.300 đô la Mỹ một năm cho một thầy phù thủy trong suốt 20 năm qua chỉ để làm một công việc duy nhất là ban phép cho thành phố đó. Phù thủy có tên thật là Ian Brackenbury Channel, 88 tuổi, sinh ra tại nước Anh, bắt đầu thực hiện các hoạt động phù thủy và giải trí nơi công cộng khi đến New Zealand năm 1976. Năm 1990, Thủ tướng New Zealand khi ấy đề nghị ông xem xét trở thành Pháp sư New Zealand Kể từ đó, Chanel bắt đầu các hoạt động biểu diễn ở Christchurch, cầu mưa ở New Zealand và Austria. Ông từng được tặng huân chương phục vụ nữ Hoàng Anh năm 2009. Chanel nhận lương 11.300 đô la Mỹ một năm suốt 23 năm. Tổng số tiền mà ông này được nhận trong thời gian này là 368.000 đô la Mỹ. Hội đồng thành phố thông báo đã gửi thư cảm ơn cho người này vì cống hiến của ông cho thành phố hơn 20 năm qua. Sau một thân một thời gian dài ban phép, hội đồng thành phố mới đây thông báo sẽ chấm dứt hợp đồng với phù thủy vào cuối năm nay. Khoản lương cuối cùng sẽ được thanh toán vào tháng 12. Hợp đồng nêu rõ ông này có nhiệm vụ là cung cấp các dịch vụ phù thủy cho thành phố. Tuy nhiên nhiều người nghĩ rằng ông Chanel chủ yếu giữ được công việc vì mang tính hình tượng của thành phố, giúp thu hút du khách nhiều hơn. Mặc dù không hài lòng vì mất việc, song thầy phù thủy cho biết sẽ không ban lời nguyền với hội đồng thành phố. Thay vào đó thì ông sẽ chúc phúc để mang tới cho trẻ em giấc mơ đẹp, sức khỏe tốt và biến quan chức trở nên nhân văn hơn.